Là giả sử một cái lỗi thì nói lại cái lỗi mà bị sai, là ví dụ như cái lỗi về khoảng trống, giống như lấy bạn lệ có bị cái lỗi đó thì mình phải nói như vậy. Giả sử chúng ta lỡ mà chúng ta nhập khoảng trống như vậy đó, thì nghĩa là cái giá trị dò tìm nó dò lên đây nó không giống, thì chúng ta để chúng ta kiểm tra những cái chỗ nào là bị cái lỗi đó, hoặc là nhiều khi bị lỗi ở dưới đây. Đó, chúng ta thấy ở đây nhiều khi lỡ chúng ta nhìn thấy, nhìn bình thường chúng ta thấy thì giống, nhưng mà lỡ nhiều khi chúng ta lỡ chúng ta nhập một khoảng trống như vậy nè. Đó, chúng ta để ý cái lỗi đó. Rồi, một cái nữa mà trong cái đề số 4 á, trong cái đề số 4 hay đề số 5 á, mà người ta muốn định dạng có chữ ký này nè, hoặc là người ta muốn định dạng có chữ đồng này nè, không phải nhập chữ ký vào hay là nhập chữ đồng vào đâu, mà định cái này là chỉ là cách hiển thị thôi. Thì muốn muốn làm như vậy á, giả sử bây giờ cái này là thầy muốn định dạng cái này nó có chữ tấn đi, nhưng mà lúc mà nhập vào không có được nhập chữ tấn vào, chỉ nhập số như vậy thôi, thì muốn định dạng có hiển thị thì chúng ta sẽ chọn vô cái ô này. Chúng ta vào trong home nè, ta vào trong home nha, thì chúng ta bấm vào đây, chúng ta chọn cái cuối cùng. Đó, chúng ta chọn cái cuối cùng nha, nó đang chạy. Đó, ví dụ như ở đây chúng ta muốn chúng ta bấm vào chữ dạng số trước. Rồi chúng ta muốn có khoảng cách phần ngàn thì nó đánh vào đây, còn nếu mà chúng ta không muốn cái phần tập văn thì chúng ta bỏ. Rồi sau đó chúng ta bấm vào phần custom này nè. Ví dụ như là chúng ta muốn có chữ ký thì đánh, hoặc là chữ tấn đi. Ta thấy ở đây nó hiện chữ tấn nè. Nhưng mà thật sự như vậy nó chỉ là cách hiển thị thôi, còn cái giá trị thật sự của nó là con số như vậy thôi. Đó, thì nhiều khi chúng ta thấy những cái file Excel mà người ta nhập có chữ tấn như vậy á, nghĩa là người ta không có nhập chữ tấn vào đâu, mà chỉ là cách hiển thị thôi, nhập thì người ta chỉ nhập số thôi. Ví dụ như ở đây người ta muốn hiển thị có chữ đồng, giả sử ba cái này có chữ đồng nè, cũng lại sao, bấm vào đây chọn cái cuối cùng nha, ở trong thẻ home nha, nhớ để ý chỗ này nè, chọn cái cuối cùng, bấm vào một cost number nè, đánh dấu vô cái này. Rồi bấm vào phần custom đó, rồi đã đánh khoảng cách nhũ nháy kép. Có nhiều lúc nói chung là nếu mà chúng ta muốn cái chữ đồng nó nằm ở cuối thì chúng ta đánh ở cuối, còn nếu mà chúng ta muốn đánh chữ đồng nó nằm ở đầu đi thì chúng ta có thể đánh ở đầu. Có nhiều lúc nhiều khi cái nhiều đơn vị tiền tệ người ta có thể để ở đâu, nói chung là chúng ta muốn để ở đâu cũng được hết á, miễn làm sao mà nó có cái máy kép vào quanh nó. Chúng ta thấy đây nè, nhưng mà thật sự giá trị thật sự của nó là không không phải là cái có chữ đồng đâu, đây là chỉ là cách hiển thị thôi. Đó, là nhớ như vậy nha, nhớ là bấm vào đây chọn cuối cùng, chọn vô number, đánh dấu vô cái này trước, muốn có bao nhiêu số lẻ thì tùy ý mình ở đây nè. Rồi bấm custom, đánh thêm cái dấu nháy kép vào, giả sử có chữ đấy chữ này thôi, giả sử như vậy đó. Chúng ta có thể chọn hết một lúc luôn, chúng ta chỉnh hết một lúc luôn cũng được ha, hoặc là chỉnh một ô nói chung là chúng ta muốn chỉnh hết một lúc thì chúng ta chọn hết một một lúc luôn bấm vào đây chọn cái này đó. Rồi, custom rồi. Rồi bây giờ vậy là thầy đã giải đáp cả hai cái thắc mắc của anh Chín với lại bạn Lệ. Rồi đó, cái đó là phần giải đáp thắc mắc nha.